Em Phúc xin kính chào quý anh chị, cô chú, khách hàng thân thương đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12, chuyên bán nhà và đất ở Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lời nói đầu tiên, Phúc xin cảm ơn tất cả quý anh chị, cô chú đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh Nhà Đất Quận 12 trong suốt thời gian vừa qua. Để tiếp tục với những căn nhà và đất sổ hồng riêng chính chủ ở Quận 12, buổi trưa ngày hôm nay, Phúc đang có mặt tại đường nhánh của đường Hà Huy Giáp để giới thiệu tới quý anh chị, cô chú một căn nhà rất là đẹp. Và đường trước nhà của chúng ta khá là rộng, có chiều ngang khoảng 12m. Căn nhà của chúng ta có diện tích chiều ngang là 4m và chiều sâu là 16m, tổng diện tích là 62m2, được thiết kế một trệt một lửng lên đến 3 lầu, với công năng sử dụng là một gara xe hơi, một phòng bếp, một phòng khách, 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh và sân thượng phía sau. Hướng chính của căn nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp với quý anh chị mệnh phong thủy Tây tứ trạch. Và giá bán của căn nhà là 6.500.000.000. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc cho quý anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong để tham quan căn nhà. Căn nhà thiết kế có tầng lửng, tạo cho không gian phòng khách khá là rộng. Tông màu trắng là tông màu chủ đạo của căn nhà. Len gạch được ốp cao lên khoảng 1m2, được trải dài hết căn nhà. Xung quanh hai bên tường thì cũng được gia chủ trang trí rất là nhiều bức tranh về thiên nhiên, tạo không gian mát mẻ. Cầu thang thì được bố trí ở giữa căn nhà. Đối diện cầu thang chúng ta có một kệ gỗ bằng gỗ xoài cho chúng ta để rượu và những vật phẩm lưu niệm. Và không gian cuối cùng là không gian phòng bếp. Kệ bếp được làm bằng gỗ xoài, mặt đá hoa cương và xung quanh viền bếp cũng được dán kính cường lực giúp cho việc vệ sinh bếp trở nên dễ dàng hơn. Và cuối cùng là một nhà vệ sinh dùng cho khách đến chơi nhà và những người sinh hoạt ở tầng trệt. Kế bên tầng vệ sinh chúng ta có một cái giếng trời dùng để lấy gió và lấy sáng cho các phòng và tầng trệt. Cũng xin nhắc lại, căn nhà của chúng ta có diện tích chiều ngang là 4m và chiều sâu là 16m. Được thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, sổ đã hoàn công sẵn. Nhà mới 100%, cũng đã được trang thiết kế một số nội thất. Quý anh chị có thể xách vali về và ở thôi. Đây là cầu thang, mặt cầu thang làm bằng đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ xoài, kính cường lực. Và đây là không gian tầng lửng, chúng ta có thể dùng làm phòng tiếp khách. Cũng được chủ bố trí rất là nhiều bức tranh ảnh. Và một bộ bàn sofa rất là xịn sò. Xung quanh không gian tầng lửng thì cũng được gia chủ ốp nhựa giả đá. Và phía trên được đóng thạch cao. Và bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 1. Tầng 1 có hai phòng ngủ phía trước và phía sau. Mỗi phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng. Đây là phòng ngủ đầu tiên của tầng trệt. Nhà vệ sinh cũng đầy đủ các công năng lavabo, bồn cầu khói, vòi tắm, massage. Phòng ngủ này thì được chủ tặng lại cho chúng ta một kệ trang điểm và tủ đồ và một cái giường. Chúng ta có thể xách vali về và ở thôi. Khá là rộng. Phòng ngủ phía trước thì chúng ta có một ban công đưa ra 1,5m và chiều ngang là 4m, khá là rộng. Từ vị trí này chúng ta có thể thấy trục đường chính Hà Huy Giáp khá là gần nha quý anh chị, khoảng hơn 20m thôi. Một căn nhà nằm ở đường nhánh của đường Hà Huy Giáp, nhưng mà đường nhánh này còn to hơn là đường Hà Huy Giáp nữa. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể điện thoại cho Phúc nha, tới xem trực tiếp căn nhà. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua phòng ngủ thứ hai ở lầu 1. Phòng ngủ thứ hai thì cũng được gia chủ tặng cho chúng ta một bàn trang điểm, một cái giường ngủ và một cái tủ để đồ rất là xịn sò. Và cũng có nhà vệ sinh riêng ở trong phòng, với cũng đầy đủ các công năng, vòi tắm, massage, lavabo, bồn cầu, gương soi. Và cũng được chủ dán gạch lên full tường. Mà bây giờ chúng ta sẽ lên không gian lầu 2. Cũng có hai phòng ngủ phía trước và phía sau giống như lầu 1. Và hiện tại thì Bình Phúc cũng còn rất là nhiều căn nhà và đất do chưa có thời gian quay để up lên cho quý anh chị xem. Nếu quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất ở quận 12 thì cứ alo cho Phúc và báo cái tầm tài chính mà mình muốn mua nhà hay là đất. Phúc sẽ tìm nhanh cho quý anh chị. Hoặc là nếu quý anh chị muốn bán lại sản phẩm của mình thì cũng cứ alo cho Phúc. Phúc sẽ tìm nguồn cách để bán lại cho quý anh chị. Và đây là phòng ngủ thứ tư ở lầu 2. Cũng giống như các phòng ngủ khác. Xung quanh tường thì được chủ dán giấy dán tường.
sàn thì được lót gạch giả gỗ và mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, cũng đầy đủ các công năng, lavabo bồn cầu, rồi tắm hoa sen và cũng được dán gạch lên phun tường. Phúc xin nhắc lại, căn nhà của chúng ta có diện tích chiều ngang là 4m và chiều sâu là 16m. Nhà được thiết kế một dệt, một lửng, 3 lầu, sổ mới 100% và đã được hoàn công đầy đủ và được chủ gửi bán với giá là 6 tỷ 500 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Và đây là phòng số 5, phòng cuối cùng, chúng ta có thể dùng làm phòng thờ, nơi thờ cúng ông bà tổ tiên. Khá là rộng, phía trước chúng ta cũng đều có ban công. Từ vị trí này chúng ta thấy trục đường Chính Hà Quy Giáp. Từ vị trí căn nhà này chúng ta đi khoảng 300m là về tới trường cao đẳng điện lực và về tới sân bay khoảng 6km. Phía sau chúng ta còn một khoảng sân thượng khá là rộng để chúng ta phơi đồ hoặc là trồng cây trái rau củ quả. Video review căn nhà của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Xin cảm ơn. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về nhà và đất ở quận 12.